Chào các bạn, chào anh em thợ nha. Hôm nay mình review chiếc xe mà mình vừa mới làm xong đây. Chiếc xe Jim Việt màu đỏ các bạn nhá. Chiếc xe này là đúng chuẩn đăng ký luôn này. Sau đây mình sẽ đi qua vòng quanh chiếc xe một chút. Máy này. Đấy. Bô này. Toàn bộ mới tinh hết các bạn nhá. Máy này. Sau đây mình sẽ đi vào phần chi tiết chiếc xe này các bạn nhé. Về cái phần đầu các bạn nhé. Nhựa là để nguyên zin các bạn nhé. Pha đèn mình vào pha đèn mới. Và đôi nắp xi nhan mới. Tay phanh mới hàng xịn luôn các bạn nhé. Tay phanh mới. Nắp thêm cho hai cái lốm gương này. Đấy. Tem mặt lạ. À, mình để zin nhé các bạn nhé. Yếm mình vào mới này. Bu đằng trước. Bu trước là mình sơn lại nha anh em nhé. Bu trước ốp vai sơn lại. Đôi mắt cua mình thay mới. Về giảm sóc trước. Giảm sóc trước đây. Giảm sóc trước này là mình sơn lại anh em nhé. Mirror mình cũng sơn lại. Vành để nguyên. Lan hoa thay mới. Giảm sóc mình sơn lại, đây cũng là mắt cua mình thay mới, còn cái bu mấy cái ốp vai là mình sơn lại nha anh em nha. Vành Gucci hàng xịn luôn các bạn nha. Đây là mình sơn mới bộ Budmeier sơn mới các bạn nha, nguyên theo xe. Máy là mình đánh tẩy rửa lại các bạn nhá. Máy này. Đánh tẩy rửa lại. Lốc mình sơn lại nha anh em nha. Lốc mình sơn lại. Cần số. Cần số nguyên theo xe anh em nha. Dàn để chân mình vào dàn mới này. Tem này.
Tem là vào tem mới các bạn nhá. Tem xịn luôn, hàng xịn luôn. Tay lượn. Vào lượn mới. Giám sóc sau mình vào vỏ mới nhá. Còn nõi giữ nguyên, hộp xích. Sơn lại anh em nhá. Đôi báng để chân này. Đôi báng để chân này là mình làm mới nhá anh em nhá, thay hai gập hàng xịn. Đó. Tay xanh đằng sau này. Hàng xịn luôn anh em nhá. Cái này mình mạ lại mới này. Đuôi, nhựa đuôi này là nguyên theo xe anh em nhá, sơn lại mới. Giảm sóc bên này tương tự như bên kia. Là mình vào vỏ mới, nõi giữ nguyên. Bô. Bô này là vào bô zin Việt nhá. Vào đúng đời luôn nhá, không có lẹp, không có chống đóng này. Đấy, tem xịn. Cần khởi động, mình gom lại. Băng để chân bên này cũng vậy, gom lại anh em nhá. Mai ở sau. Vành nó nguyên. Mình sơn lại, thay mũi lan hoa thôi. Đấy. Tem bên này thay mới luôn. Ốp sườn bình xăng để nguyên. Cái giải yếm này các bạn nhá, giải yếm màu đen này. Là mình thay mới nhá. Đây lốc côn đây. Chế này. Chế này chế đúng đời theo xe luôn các bạn nhá, chế để nguyên. Mình tẩy rửa thôi. Đó. Về cái củ công tắc, củ tay phanh này là mình giữ nguyên của xe, sơn mới. Bên công tắc này cũng vậy, giữ nguyên của xe sơn mới. Vào đôi tay nắm mới, bóng ga. Đấy. Ổ khóa thì mình thay ổ 6 gạnh nhá. Cái mặt đồng hồ này là mình giữ nguyên theo xe, vẫn còn rất là đẹp các bạn nhá. Như vậy là vừa rồi mình review cho các bạn chiếc xe, những thứ gì cần vào, cần làm các bạn nha. Bạn nào xem video có ý kiến gì thì các bạn bình luận bên dưới. Và các bạn muốn hỏi xem xe làm như thế này hết bao tiền thì các bạn cứ bình luận bên dưới, mình trả lời các bạn sau nhé các bạn nhé. Nổ máy lên cho các bạn nghe nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo các bạn nha. Các bạn đừng quên like, chia sẻ, đăng ký và nhấn chuông để nhận được video miễn phí tiếp theo các bạn nha.